tạm thời trốn ở đây hả? Căn phòng này trước kia là ta đánh nhau với hoàng thượng đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta không có đánh nữa rồi. Bởi thế nên nơi này bình thường ít người tới. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là khu vực hoạt động của hoàng thượng, không hiểu lắm như chỗ của ta. Bởi vậy hai người nói chuyện nhỏ tiếng một chút nghe chưa hả? Tỷ tết tóc cho ta thật xấu, ta muốn tự tết. Thì đã tết đẹp lắm rồi. Sao vậy? Ta đánh rơi một cây trâm. Ây à, một cây trâm thôi mà. Chết rồi, có phải vừa rồi khi muội và tỷ thay quần áo không cẩn thận làm rơi đâu rồi? Tệ quá, đó là Lusuka tặng tỷ đó. Một cây trâm cũng không có gì đáng nói. Ây à, bụng tôi đói muốn xỉu luôn. Nếu để tới ngày mai, đến lúc đó chắc chắn sẽ không còn sức bước nổi. Thế này, ta đi tìm một chút đồ ăn cho các cô nha. Hai người để ở đây. Ừ. Không được động linh tinh đó. Biết rồi. Cây trâm này đáng giá có một đồng bạc thôi. Đồ cô nương Lệ Xuân Diện dùng còn tốt hơn cái này nhiều. Tên tiểu tử thối lưu nhất châu, tặng cái thứ rẻ tiền này cho vợ ông. Lần này lão tử mà xuất cung không bao giờ gặp lại lão y bà này nữa rồi. Lão tử phải dọa mà ta sống dở chết dở để người cả đời cũng không quên được lão tử. Sẽ là đôi chân thơm phức này. Liễu Yến làm gì vậy? Thế giờ vẫn chưa trở về. Sợ rằng tình hình có biến. Cô rõ ràng biết tới tệ tử ấy vô cùng giả hoạt. Sao cô có thể để mình Liễu Yến mang hắn đi chứ? Võ công của Liễu Yến cao hơn hắn gấp 10 lần, lại nhanh nhạy, sao lại xảy ra chuyện được? Nhất định là kinh thư giấu ở nơi quá xa, cô ấy đã áp giải hắn đi lấy. Có thể lấy được kinh thư thì tốt, nếu không... Ta cũng cố gắng hết sức rồi, ta cũng là thân phận thái hậu. Tổng không thể giữ cái tiểu thái giám trong cung trung dạo đi dạo đi đi. Vậy tại sao không đợi tôi đến rồi hành động? Ai bảo huynh muội như vậy mới trở lại? Ta biết, có sợ ta cướp công của cô chứ gì? Sư huynh, ta đã ở cùng sư huynh lâu như vậy, huynh còn nói những lời như vậy sao? Là ta lỡ lời, hiểu lầm cô rồi. Không đợi được, ta đi xem. Đợi đã.
của Quỳnh Thư. Không thấy Quỳnh Thư nữa rồi. Cái gì đi? Là chân nữ nhân sao? Liệu Yến chết rồi. Bà nói không sai mà. Không sai gì chứ. Tới giờ cô vẫn nói những lời này. Kẻ trộm Kinh Thư nhất định vẫn chưa chạy xa. Chúng ta đuổi theo. Đợi chút. Kẻ trộm Kinh Thư chắc chắn nhất con trùm tại Ninh Cung này. Hôm nay bị mật đường chữa chỉ của mình người biết. Có phải cô giả thần giả quỷ chứ? Không phải chứ, đức hạnh này cũng có thể cải trong càn khôn nữ sao? Ê, cô không sao chứ? Tạ ơn cô cứu mạng của ta. Ta cảm ơn cô mới đúng. Cô giết lão bà kia chính là phụ mẫu tái sinh của ta rồi. Lúc nào rồi, còn có tâm trạng nói đùa sao? Giết người. Đi mau. Quá chính xác. Ê, gương mặt này ta nhìn thấy ngứa mắt quá. Nè, không muốn dọa chết người khác. Còn đùa hay sao chứ hả? Đi mau. Đợi tí. Không được. Chạy không nổi nữa rồi. Đợi cô. Cô à, không ngờ võ công của cô lợi hại như vậy đó. Đúng rồi, tiểu quý tử. Ngươi trong phòng thái hậu làm gì? Ta phụng mệnh của hoàng thượng tới từ Ninh Cung để bắt giang. Hoàng thượng biết cung nữ đó là nam à? Biết một chút thôi, nhưng không chắc chắn lắm. Ngươi là người hầu hạ hoàng thượng. Trừ phi ngươi chính là người đó, thù nhẫn ngao bái Quế công công. Không dám nhận, chính là tại hạ. Sao có thể là ngươi? Loại này... Đào của cô, ý cô muốn nói là võ công của ta rất tệ đúng không? Quế công công là người đại tài, võ công nhỏ nhoi có tính gì chứ? cô quá khen rồi. Đúng rồi. Hả? Hôm nay ta hành thích thái hậu, náo loạn từ Ninh Cung, long trời lỡ đất. Cửa cung nhất định sẽ đóng, lục soát một lượt. Ta phải trốn khỏi cung. Chúng ta ngày sau gặp lại. Cô, ta có cách rồi. Ta sẽ nói với hoàng thượng như thế này: thái hậu và thái giám là do cung nữ kia giả mà giết. Thái hậu và cung nữ kia bất đồng ý kiến liền đánh nhau. Hai người đó đánh nhau, đánh qua đánh lại, sau đó cuối cùng chết chung. Dù sao thì chết hết, không có ai đó chứng rồi. Con xem như vậy có được không? Cách này cũng không phải không được. Nhưng hoàng thượng sẽ giết người đó. Hoàng thượng sao lại giết ta? Quế công công, chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Chuyện thái hậu và người đàn ông lạ cấu kết truyền tới chỗ hoàng thượng, hoàng thượng sẽ rất mất mặt. Sau này nhìn thấy ngươi sẽ nghĩ tới chuyện này.
giết ngươi là chuyện sớm muộn thôi. Lời cô nói cũng có lý, vậy đánh chết ta cũng không nói ra. Ta ở trong cùng lâu hơn ngươi mà. Ba Thích Khanh, mau lên. Ta trốn không thoát rồi. Ngươi giả vờ đi bắt thích khách. Bắt thích khách, mau lên. Ba Thích Khanh. Có thích khách, có thích khách. Mau, có thích khách. Bắt đi. Bên ngoài khu chiên gõ trống là đã bắt chúng ta sao? Không phải, là lão thái hậu đã chết rồi. Nương tử, em vợ, đi thôi, chúng ta đi về thượng thiện giám. Nhưng bên ngoài đều là thị vệ mà. Ê, có lão công ở đây sợ gì chứ. Đi, lẹ lên. Lên cái nào. Bọn họ hình như rất sợ ngươi. Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ mất mạng ở đây chứ. Đừng lo. Trang phục cái cô mặc trên người bây giờ là trang phục thái giám. Giờ thị vệ đều bận đến mức gà bay chó sủa. Hơi sức đâu mà để ý các cô. Nương tử, em vợ, chúng ta đi về nhà thôi. Nào. Từ từ thôi. Ngồi xuống. Hai người ngồi trong phòng đợi nha. Đừng vội, trang phục này cũng đừng thay vội nha. Giờ ta phải gặp hoàng thượng, đừng có động vô, nghe chưa? Ca ca tốt. Hoàng thượng. Nô tài khấu kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Xảy ra chuyện gì? Thái hậu vẫn khỏe chứ? Thái hậu bảo nô tài hôm nay về thượng thiền giám ngủ. Ngày mai mới chuyển đến Từ Ninh Cung. Nô tài không biết Từ Ninh Cung đã xảy ra chuyện gì. Nô tài đáng chết. Nô tài đi xem liền à. Bây giờ trẫm sẽ đi thỉnh an thái hậu. Ngươi đi cùng trẫm. Ngươi không phải nên ở bên cạnh thái hậu hay sao? Sao lại chạy tới trụ trạm chứ? Nô tài chỉ nghe thấy tiếng hò hét, chỉ nghĩ là có thích khách, luôn nhớ tới hoàng thượng, không nghĩ tới cái chuyện khác, liền chạy ngay tới chỗ hoàng thượng. Cao bẩm hoàng thượng, thích khách ban đêm đột nhập Từ Ninh Cung, giết chết một thái giám và cung nữ. Có kinh động tới thái hậu không? Ta tổng quản đã đem người dây chặt Từ Ninh Cung, nghiêm ngặt bảo vệ thái hậu rồi ạ. Bà giá Từ Ninh Cung. Dạ. Giờ có mang 10 vạn binh mã tới hộ giá cũng quá. Bổn cung không sao, con không cần lo lắng. Là như thế bao giờ không tốt, để thái hậu kinh sợ rồi. Những tên thầy giờ đó phải nghiêm chỉnh trừng phạt với tử tế mới được đó. Không có gì, chỉ là thái giám với cung nữ cãi nhau, ẩu đả nhau mà chết, không liên quan tới thị vệ đâu. Thái hậu à, phụng thể người khỏe không? Nghe giọng nói có vẻ mệt mỏi. Không có, chỉ là nhìn lũ nô tài kia, ta tức giận. Hoàng thượng về trước đi, bảo bọn họ hãy giải tán. Không. Truyền thái y bắt mạch cho thái hậu. Không cần truyền thái y đâu. Bổn cung nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi.
Còn hai thi thể kia. Như thần sẽ cho dọn dẹp sạch sẽ hai thi thể. Đừng động. Bổn cung rất phiền lòng, không muốn thấy bọn họ cãi giả trước mặt của ta. Bảo bọn họ đi đi. Đi đi. Vậy Thái hậu ngừng nghỉ ngơi đi. Như thần xin cáo lui ạ. Nhé, tiểu quý tử, Thái hậu bảo người ở đây hầu hạ người, sao lại ở đây? Nô tài thấy sức khỏe của Thái hậu không khỏe lắm, phiền lòng lại ông ạ. Nô tài ở lại chọc Thái hậu tức giận thì không hay rồi, cho nên. Vậy người thưa trẫm về tẩm cung. Dạ. Tiểu quý tử. Có nô tài. Ngươi nói xem, thái giám và cung nữ kia vì sao lại đánh nhau đến chết chứ? Cái này nô tài đoán không ra. Trong cung nữ có rất nhiều thái giám và cung nữ tính tình rất là xấu, đồng một chút là cãi nhau, đánh nhau cũng là chuyện thường. Những chuyện này đương nhiên không để hoàng thượng biết tới rồi ạ. Nhưng điều trẫm thấy kỳ lạ là hai nô tài này lại dám đánh nhau ở Tịnh Đỉnh cùng thái hậu. Đúng vậy. Chỉ trách lúc đó, lúc nô tài không có mặt. Nếu nô tài mà có mặt, trận đánh sẽ không thể có. Nô tài nhất định sẽ khuyên nhủ bọn họ. Ngươi đi dặn mọi người, chuyện này không được đề cập tới nữa, tránh cho thái hậu tức giận. Dạ. Ngươi đi đi. Nô tài cáo lui. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Đấu võ, ta có chuyện cơ mật muốn nói với bạn tốt tiểu hoàng tử. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối không thể để chủ tử của ta Dạng Tới Gia biết được. Dạng Tới Gia mà biết sẽ chém đầu ta. Nhưng tiểu hoàng tử là bạn tốt của ta, chắc chắn là không nghiêm trọng đến như vậy. Ngươi cứ nói. Trong hoàng cung này có rất nhiều người giấu trẫm nhiều việc. Có gì hãy ho cứ nói với trẫm. Bây giờ trẫm chính là tiểu quyền tử bài tốt của ngươi. Được. Kể cả ngươi có chém đầu ta, ta cũng chịu. Sao trẫm phải chém đầu ngươi chứ? Đâu có đạo lý bạn tốt lấy đầu bạn tốt chứ. Nói. Tiểu quyền tử, thật ra ta không phải là tiểu quế tử. Tiểu quế tử thật bị ta giết rồi. Hơn nữa,
Nhưng mà chỉ sợ tính mạng ta khó mà giữ thôi. Ê, tiểu quỳ tử đã nói không chặt đầu ngươi rồi, rốt cuộc chỉ còn chuyện gì? Ta biết một vài bí mật lớn liên quan tới Thái Hậu đó. Liên quan tới Thái Hậu sao? Ừ. Chuyện gì? Hoàng thượng, người còn nhớ là có một tối Hải Công Công chết tại Từ Ninh Cung không? Thái y nói Hải Công Công đó lao lực quá độ, trúng gió mà chết. Nhưng thật ra đó là lừa gạt. Hải Công Công bị giết hại đó. Ngày đó, tiểu quý tử ở Từ Ninh Cung nghe được Thái Hậu. Thì người ta hại chết sao? Ừ. Còn gì nữa? Nói tiếp, một chút cũng không được để sót. Hải Công Công còn nói Đoan Kính Hoàng Hậu, Hiếu Khang Hoàng Hậu, Trinh Phiên Hoàng Hậu, còn có Dinh Tân Dương khi thám nghiệm bốn vị thi thể đều mềm như bún, là do chúng loại công phu âm độc gọi là quá cốt miên trưởng. Ta và Hải Công Công từng lén lút tới lăng mộ của Đoan Kính Hoàng Hậu, sờ qua xương cốt của Hoàng Hậu, dù đụng vô đã tan dở ra rồi. Chuyện tới nước này, ngươi vẫn còn muốn sống qua đêm nay sao? Thái hậu nói rất hay, chắc nhở rất đúng. Đà. Quá cốt miên trưởng là võ công mạnh hơn già đảo, nô tài võ công thấp kém, sợ rằng không phải đối thủ của thái hậu. Nô tài đã bẩm báo lên hoàng thượng. Người có thể quá giải quá cốt miên trưởng của ta? Quá cốt miên trưởng của người không thể đụng tới ta. Tất cả miên trưởng luật chất âm dương của ta mãi sạch rồi. Công phu ta muốn gì vậy? Dạ đó trước, nô tài biết đấu ngạc phi chết bị quá cốt miên trưởng. Nó đã bảo hiểm luyện chiêu này, công phu khắc chế quá cốt miên trưởng âm dương ma. Nói như vậy, hung thủ hại chết mẹ đẻ Quyền Nhi là Thái Hậu sao? Không sai. Hơn nữa, Hải Công Công vì luyện âm dương ma mới bị tẩu quá nhập ma, mù hai con mắt. Một người mù hai mắt, kể cả võ công có lợi hại, khi đánh nhau thực sự cũng là bị thiệt thòi. Không tới vài chiêu, Hải Công Công đã chết thảm với đau của Thái Hậu rồi.
hoàng thượng à, nô tài đã lâu không kiến hoàng thượng. Hoàng thượng có gì dặn dò? Từ Ninh Cung không có việc gì. Ngươi lập tức giải tán tất cả các thị vệ bên ngoài Từ Ninh Cung đi. Thái hậu nói rồi, nghe thấy thị vệ bên ngoài là bà phiền lòng. Dạ, nô tài lập tức rút quân à. Ngươi và trẫm lập tức thám thính Từ Ninh Cung. Buộc kỹ lại rồi. Để thi thể thái giám đó làm thế nào đây? Câm miệng, ngươi hỏi nhiều vậy làm gì? Hình như bên ngoài vẫn có tiếng động. Những thị vệ đó đã đi hết rồi chứ? Bên ngoài đã không còn ai rồi. Chuyện hôm nay không được nói ra bên ngoài. Giờ ngươi đem bao này kéo ra sau núi, đào một cái hố chôn bọn chúng đi. Dạ. Nhớ là nhất định ngươi phải cẩn thận, không được để ai phát giác. Dạ rõ. Ngày mai nếu có người hỏi tới, vốn là hai thi thể, sao lại thiếu một cái? Người nói sao? Nô tỳ không biết gì cả. Ngu dốt. Người lúc nào cũng ở trong Từ Ninh Cung, sao có thể không biết chứ? Nô tỳ thấy cung nữ đã chết kia đột nhiên đứng dậy. Thì ra là cô ta chỉ bị thương, chứ không chết. Sau đó cô ta đi đâu mất? Nô tỳ không biết là cô ta đã bỏ đi đâu nữa. A-di-đà Phật, cô ta chưa chết, tự chạy rồi. Vậy cũng được. Còn đứng đó làm gì? Đi làm đi. Dạ. Đủ rồi.
tốt đi. Thái hậu gì chứ? Á tiện nhân, bức phụ hoàng trẫm rời đi, hại chết mẹ trẫm, làm loạn cung đình, bất nhân bất nghĩa. Trẫm, trẫm phải khiến bà ta chết không toàn thây, tan xương nát thịt. Phụ hoàng thật sự ở Ngũ Đại Sơn. Trẫm ở kinh thành bởi cách đối phó tiện nhân kia xong, hai chúng ta lại tới Ngũ Đại Sơn ký vẹn toàn. Dạ, sáng mai nô tài sẽ xuất phát. Chỉ là người trong triều đều biết ngươi là Quế Công Công đại danh, đột nhiên nếu ngươi không phải là thái giám, mọi người sẽ thấy rất kỳ lạ. 而且这是欺君之罪，理当问斩啊！ Hả? Có rồi, hoàng thượng. Hay là ngài tuyên bố với bên ngoài để diệt trừ Ngao Bái, lỡ cho nô tài giả làm thái giám. Giờ Ngao Bái đã bị diệt trừ, tự nhiên không thể tiếp tục làm thái giám được nữa. Vậy là người lắm trò. Chỉ là học vẫn quá ít, phải đọc nhiều sách hơn nữa. Trả phong ngươi làm đại quan. Hoàng thượng, nô tài vừa đọc mấy cuốn sách là đã hậu đầu rồi, không bằng hoàng thượng để nô tài đọc ít sách thôi, phong quan nhỏ nhỏ chút cũng được à. Quý tử, đoán xem Trả Phong ngươi làm chức quan gì? Hoàng lưỡng quá. Ngươi nhìn xem có hiểu không? Nô tài xem không hiểu, nhưng hoàng thượng viết nhiều chữ như vậy nhất định là quan rất là lớn rồi. Trầm tới vậy ngươi. Sắc lệnh ngự tiền thị vệ phó tổng quản khâm ngự hoàng mã quá Di Tiểu Bảo đi trước tới Ngũ Đại Sơn, quan gian quan võ các tỉnh nhận lệnh điều khiển khâm thử, hiểu chưa? Ngự tiền thị vệ phó tổng quản. Lệ hại lệ hại, còn có áo chàng màu vàng để mặc nữa. Đan Long mặc dù là chủ quản, nhưng hắn không có hoàng mã quá mặc. Nếu lần này ngươi làm được việc, sau khi hồi cung trẫm lại thay qua cho ngươi. Hễ hoàng thượng, chức quan lớn nhỏ ta không quan tâm lắm, chỉ cần thường xuyên bên cạnh hoàng thượng là đủ rồi. Tiểu quý tử, lần này hành động phải cẩn thận. Sắc lệnh này không tới lúc bất đắc dĩ thì đừng để ai nhìn thấy. Đừng xuống đi. Vậy nô tài đi đây. Hoàng thượng, người phải cẩn thận chút nha. Dứt dạ cả đêm luôn. Hai cô gái trong phòng của ta chắc chắn rất là lo lắng. Giờ có thể danh chính ngôn thuận xuất cung rồi.曾想象你才似风流，我。